y chang như con sứa con, chứ con nuốt gì con nhìn lạ quá hả? Con thấy con này lạ với lại ngon, mẹ mua ăn thử đi mẹ. Hôm bữa tụi con thèm bánh tráng Tây Ninh á, mẹ con thể lên Tây Ninh mua được. Còn này tốt ngoài quế sao ra mua được con? Dạ, mình đặt người ta giao về. À đúng rồi, mẹ quên nữa, bây giờ để mẹ đặt hàng trên mạng có không nha. Dạ. Mua con nuốt quế vậy, rồi ba mẹ con mình ăn thử ngon thế nào mà mẹ thấy hot quá hả? Dạ. Mẹ chắc ăn giống mực quá. À. Một tuần sau. Con nuốt này á là mẹ đặt hàng lâu lắm mới có, con biết con nuốt này không Như? Dạ không cô, con chỉ nghe thôi chứ cô chưa có ăn. Ổn rồi, cô thấy trên mạng hết rần luôn, đang trên đội ăn mà cô đặt nay cái tuần lễ mới có đó. Thôi bây giờ mình vô mình rửa đi, lát nữa đợi cho xe về ăn nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ con sẽ đổ nuốt ra rửa nha. Cái này á là cô mua nuốt gì con biết không? Dạ không. Cô nghe nói là con nuốt có ba loại. Thứ nhất là cái thân nuốt, nguyên một con nuốt luôn á. Còn cái này là cái chân nè. Còn cái tai nuốt nữa. Nhưng mà người ta nói là cái thân nuốt ăn nó sẽ mềm, sẽ giòn, người tan hơn đó con. Con thấy nó có cái màu hơi xanh xanh nè cô. Đúng rồi, nhưng mà sao trên mạng cô thấy nó xanh nhiều hơn nha. Thôi cô nhìn cái con nuốt này giống mấy con sứa quá cô. Đúng rồi, nhìn chân nó tua tua ra này hả con. Ờ đúng rồi. Ủa con nuốt mình ăn chín ăn sống gì cô? Con nuốt này cô thấy trên mạng đa số là người ta ăn sống không á con. Nên mình rửa hơi kỹ đó. Ủa cô cắt tắt gì cô? Do con nuốt này mình ăn sống nên mình sẽ rửa tắt với lại muối cho nó sạch đó thôi. Rồi bỏ chút xíu muối vô đi. Rồi được rồi con ơi. Ăn sống nên mình phải làm cho nó kỹ một chút. Rồi bây giờ con sẽ rửa lại nước sạch. 5 minutes later. Rồi bây giờ mình sẽ đổ con nuốt vào nước đá nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ đường vô quậy cho nó tan đường nha các bạn. Đó. Rồi Như sắc ớt luôn nha Như. Mắm ruốc của mình bao gồm đường, ớt. Mình bỏ nước sôi vô cho tan, nặng tắt vô nha. Ăn đi lát nữa mình vớt hột sau. Rồi bây giờ cô sẽ bỏ mắm ruốc vô. Ồ, nhìn hấp dẫn quá cô. Chị Trang cũng đi học về rồi. Bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn con ruốc quế nha. Rồi ăn đi mấy đứa ơi. Dạ. Thấy đang hot giờ hết đầu rần rần luôn để ăn coi như thế nào. Không, giờ con thấy người ta ăn thèm, giờ con mới được ăn nè. Mẹ mua mẹ đặt, hôm nay cái tuần lễ mới có đó con. Đây mình bỏ con nuốt vô. Đáng lý ra con nuốt quế này người ta ăn với trái bả, nhưng mà nãy người ta giao hàng quên đem trái bả nên mình ăn thế nha các bạn. Rồi bây giờ thưởng thức thôi. Thương quá. Rồi ăn đi thôi. Rồi ăn thử mỗi người các review coi. Rồi cái mùi mắm thơm. Sao Như? Mà nó không có tanh nha. Tại nãy mình rửa muối với lại tắt đó con. Chỉ có cái mắm muối thì vô nó ngon cơ. Ngon lắm hả? Rồi tôi Vinh coi Vinh ăn kiểu gì vậy? Rồi để tôi chừng dính vô áo là ra thôi, tới tối cũng còn hôi đó. Ăn miếng thế vô, chua vô. Ngon không? Miếng nè, miếng ngon. Mơ đế. Trời ơi. Trời ơi. Tới con đi Trang. Đi ăn con biển vậy. Ngon không Trang? Ngon. Ngon hả? Rồi tới mẹ thử nha. Nó giống rau câu, nó dai dai giòn giòn. À, cả nhà mình mời các bạn cùng ăn nha. Lần đầu tiên ăn con nốt quế nè. Giòn cực kỳ. Ngon quá hả? Ừ đúng hả? Nó giòn. Đúng rồi. Giòn tan luôn á. Dạ. Người ta nói cái chân của con nuốt á, ăn nó sẽ giòn cái mình với lại cái tay. Giòn giòn. Ngon quá hả? Ừ. Ủa mẹ ơi, sao con thấy trên mạng á con nuốt này nó có màu xanh da trời mà sao ra đây nó màu đục vậy mẹ? Chắc mẹ nghĩ là mỗi con nuốt có nhiễm sắc thể khác nhau đó con. À. Cái trên mạng này cũng thấy xanh nữa, cái chân nó cũng xanh nữa, còn con này nó trắng nè, hơi nhạt xanh thôi nè. Ôi con nuốt nó giòn giòn sực sực chứ nó không có vị gì mẹ ơi. Đúng rồi, nó lạt nhắt ha con, cái đó mặn không ngán lắm á. Nhờ mình chấm vô mắm ruốc á nó mặn mặn chua chua cay cay nó đỡ ngán đó. Lần đầu tiên con được ăn mắm tôm luôn, không giờ con không biết ăn. Món này mắm ruốc mà chị. Này mắm ruốc hả? Bởi vậy con biết ăn rồi, vài bữa mẹ sẽ dẫn con ăn bún đậu mắm tôm. Dạ. Mắm tôm nó còn dễ ăn hơn mắm ruốc nữa con. Cái này á mình ngâm trong đá các bạn, nó lạnh lạnh nó ăn nó giòn nó ăn nó đã lắm. Đây để vô. Biết ăn thảo nó lạnh lắm. Thấy không? Cái mắm ruốc hoặc là mắm tôm gì á, con về con pha chế chút xíu chanh, chút xíu đường vô ớt vô là ăn ngon lắm. Thì ở đây á mình có chuẩn bị là rau húng lủi, tí tô với lại rau húng cây. Nếu mà các bạn muốn ăn rau gì cũng được. Này cái chân của con nuốt nè các bạn thấy không? Từ tua y chang như là cái con sứa vậy đó. Nhìn đẹp. À, mình bỏ vô. Thôi bây giờ mình ăn nguyên chất nó luôn đi. Bỏ kèm rau cũng như thế nào. Không? Giòn tan trong miệng luôn á. Con nuốt này mình thấy ngon nhưng mà nó không có hợp khẩu vị mình các bạn. Với lại phần á trong miệng mình nó có hơi mùi tanh tanh đúng mấy đó, giống như bà tuột cái đó con thấy này giống như con biển vậy.
Rồi nay mẹ mua nuốt cho tụi con ăn rồi, thấy ngon không? Dạ ngon, xuất sắc luôn. Đó, ăn vậy mới bài bản nè. Thêm mắm tôm vô. Rồi, mắm nay cái mà chị cứ quên lấy sao. Ủa gì mắm tôm hả? Mắm ruốc. Mắm tôm cái màu nó sẽ khác đó con. Hồi nãy con nói mắm ruốc đúng rồi. Nhưng mà giờ nó mắm tôm, thôi ăn đi. Nói chung là con ăn được mắm rồi mọi người đó. Thôi, nói chung là ăn được nhưng mà mình ăn thấy cũng ngán ngán rồi bạn, mình không ăn nữa. Trời, tụi con ăn đi. Quen cuộc sống quá. Nhìn thấy đang không vậy? Thích chưa? Ăn ra, đổ mồ hôi luôn. Ra nó bụng vậy ngon hết ra. Dư sao con ăn nữa nhỉ? Ai có quen cuộc sống nên con ăn một con là thấy ngon rồi cô ơi. Con nuốt này ở đâu vậy mẹ? Ở trên mạng mẹ nghe nói con nuốt này là ở sông ở ngoài Quế đó con. Con tưởng ở biển. Ở ngoài Quế nó vận chuyển vô đây hàng chị nó lâu quá. Cái này mà đến mũi mình ăn giống con hào quá. Vinh hồi đó giờ con cũng đâu ăn mắm đâu, nãy giờ mày quên nữa. Sao nay ăn được hả? Giống chị vậy. Rồi vậy là bữa nào mẹ sẽ dẫn hai con với lại Như đi ăn bún đậu mắm tôm nha. Dạ. Con mắm được Như? Dạ được cô. Ở này hai đứa là không có ăn mắm được nè, ăn mấy tương không nhớ không? Dạ. Ở này tụi con thấy người ta ăn con nuốt rồi một hai mẹ phải mua hôm nay mẹ đáp ứng rồi đó. Ăn ngon không? Dạ ngon. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay cho like đăng ký kênh nha. Bây giờ xin chào mấy bạn.